Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Ilanka. Và chủ đề ngày hôm nay mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là múa rối nước. Hà Nội có một loại kịch rối nước rất đặc sắc. Sân khấu đặt trên mặt nước, người biểu diễn đứng trong nước để điều khiển. Vào các dịp lễ Tết, bên Hồ Hoàn Kiếm sẽ có biểu diễn. Nhà hát múa rối Thăng Long nằm bên trong Hồ Hoàn Kiếm, gần khu 36 phố phường, cách cầu Thê Húc khoảng 200m, là nơi biểu diễn múa rối nước nổi tiếng nhất Hà Nội, thậm chí là nổi tiếng nhất Việt Nam. Mặc dù các lượt diễn dày đặc, nhưng do đây là nơi phải đến của các đoàn du lịch, cho nên mức độ nổi tiếng vẫn khá cao. Khu diễn kịch nằm ở tầng 2, gần cửa ra vào, trưng bày các con rối gỗ. Đồng thời có danh sách tiết mục bằng tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Anh để khán giả theo dõi. Trung tâm sân khấu là một bể nước lớn. Người diễn tấu nhạc nền ngồi ở phía trái sân khấu. Tiết mục thường lấy cảm hứng từ những mảnh cuộc sống thường ngày của người dân Việt Nam. Nhiều nhất là các hoạt động liên quan đến nước như đánh cá, cây lúa,